Xin nhờ thuyền té rồi à? Tại xin đừng chờ lại rôm rồi à, kính mời xít. Tại sao đi té đùng cái vậy? Dạ, sa thủ, kính cảm ơn Vinh Vát Thanh Á. Dạ, cảm ơn Sích Răng Đông, Sích Trần Đào, Vinh Vát Thanh Á cho Nhật Vinh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, dạ con xin sám hối. Dạ, con có chút bối rối nên con cầm mít không có được nữa, các cái đùng. Dạ, cảm ơn Rào Tràng. Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Cùng chư Trung Đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào chị Sương Mai, Vinh Vát Thanh Á. Mến chào Thích Trần Đạo. Kính chào Vĩnh Long Phật tử, kính chào Chanh Đá Rá. Kính lễ cô tu nữ Thâm Má Trái Rí. Mến chào Xích Hoa. Mến chào Xích Rạng Đông, kính chào cô Ái Minh, mến chào Thi Lâm, kính chào IQM đó, mến chào Trăng Thư, mến chào Kim Nhung, kính chào Thanh Hoàng. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, kính chào tâm hạnh về vào đạo tràng. Nam Mô Bụt Tha, dạ. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư Nhật Bình, xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái tâm bảo và thọ trì quy giới. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, theo cái câu chát của Thích Rạng Đông. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, dạ, kính bạch với ngài, kính thưa đạo tràng. Dạ, hôm nay con được làm thí chủ buổi trai tăng để cho Nguyễn Hoàng Giang Vũ xuất gia sai di. Con rất là hoan hỷ. Con thành tâm chia quả phước này. Con kính dâng quả phước này đến với quý ngài. Và Nhật Bình cũng xin phước này đến đạo tràng. Dạ, Nguyễn Hoàng Giang Vũ, trước đây là con của Nhật Quỳnh, con trai của Nhật Quỳnh, và xuất gia ở chùa Vũ Đức. Được chư tăng chứng minh rất là đông, nên từ hồi khuya tới giờ vẫn là hoan hỷ lắm. Dạ, nên khi cầm mic cũng rất là bối rối. Dạ, bối rối tới giờ cũng chưa có, tinh thần chưa có ổn định. Dạ, rất là không ngờ, dạ, cũng không ngờ là hôm nay thì Nhật Bình cũng được làm thân bằng nguyên thuộc của Đức Thế Tôn. Dạ, một điều bất ngờ đối với Nhật Bình. Dạ, nên sư xuất gia được thượng tọa tại quyền làm thầy tế độ, và sư đã đặt cho pháp danh là Nghiêm Đức. Dạ, nên Nhật Quỳnh rất là hoan nghỉ kính chia phước báo này đến quý ngài và đến với anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Và Nhật Quỳnh cũng rất là cảm con rất là tri ân quý sư và thượng tọa Minh Hạnh và thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Tệ Quyền, sư Tịnh Đạt, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Minh Vinh, đại đức dạ, em của sư Pháp Đăng con cứ quên hoài không có nhớ cái pháp danh. Dạ, và cùng đại đức Pháp Tính và sư Thiện, sư Phong. Dạ, và hai vị sư nữa ở chùa và sư Chương nữa. Dạ, nên là con nhân dịp này con thành kính tri ơn quý ngài và cũng kính cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên và cô tu nữ Phúc Hạnh và những Phật tử có cái nick là từ bi
và pháp lữ ở trong cái room mà lớp học Buddha Thăm Má, có Trung Hùng Khước và có Phố Biển và Minh Tấn cùng Trung Hùng Khước trong cái buổi lễ này. Mà con thành tâm chia điều hết tất cả phước báo mà con đã đủ duyên tạo được ngày hôm nay đến giới với Ngài, và chia điều đến hết đạo tràng. Kính mong quý Ngài và đạo tràng hoan hỷ với phước báo này. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời, kính mời cô Tu Nữ Tệ Duyên đi đọc kinh ngày, đọc dẫn đầu đọc kinh ngày hôm nay. Dạ, con có nhiều điều sơ thất, con kính mong quý Ngài và quý vị hoan hỷ cho con ạ. Nghe em. Alo, alo, 1, 2, 2, 3, 4, alo. Dạ, cảm ơn Trần Đại. Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sankhaya. Con thành Phật, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ với bà Cô Tôn Thăng Má Cha Rí, và kính chào tất cả. Dạ, tự nhiên xin đọc bài Không Thấy Bài. Dạ, cảm ơn Minh Quách Thanh Á. Tự nhiên xin tiên phong đọc bài Kinh Tiểu Bộ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Thành tựu với ba pháp này các tỷ kheo, vì tỳ kheo vượt qua được thể lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế nào là ba? Ở đây này các tỳ kheo, vì kheo thành tựu vô học giới uẩn, vô học định uẩn, thành tựu vô học, thành tựu với ba phần này các tỳ kheo vượt qua được ma và chói sáng như mặt trời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này đã được đến giới định và trí tuệ với ai khéo tập, vì ấy vượt qua khỏi thế lực của ác ma chói sáng rực sáng như mặt trời chói sáng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi được nghe. Dạ hết rồi, phải không Vinh Quách Trân á? Alo, alo. Dạ, nếu mà hết rồi thì tự nhiên cũng có vài cái lời nói để kính. Dạ, Sư Nghiêm Đức. Dạ hết rồi. Và bây giờ thì tự nhiên có một cái mảnh là điện Ba La Mật hôm nay để đọc bài kinh tiểu bộ này để chân đến Sư Nghiêm Đức. Mong đạt được xin hỏi là Nghiêm Đức. Dạ đúng, đúng rồi. Sa Di xuất gia, Sa Di còn mong sư sớm nếu duyên thì tu lên tỳ kheo trong kiếp hiện tại này, đó là câu sanh nghiệp duyên cứ cho đến hiện tại nó rất là nhiều. Nếu mà nói về duyên thì tự nhiên chỉ có vài lời để cho sư thần tâm thường lạc và với giáo pháp của Đức Phật Gautama. Dạ, bây giờ xin xuống mic kính mời thấy tín hiệu của đạo. Dạ,
cảm ơn cô Thu Nguyễn Tự Nhiên. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng sư tôn Đức Tăng kính lễ với bà với cô Thu Nữ kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đạt Đông, chị Nhật Bình cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc kinh Tiểu Bộ ạ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Thành tựu với ba pháp này, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo vượt qua được thế lực của ác ma. Và chói sáng như mặt trời, thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo thành tựu vô học giới, thành tựu vô học định luận, thành tựu vô học tuệ luận, thành tựu với ba pháp này, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây thì được nói đến giới, định và trí tuệ. Với ai khéo tu tập, vị ấy vượt qua khỏi thế lực của ác ma và chói sáng được sáng như mặt trời chói sáng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ con đã trả bài xong ạ. Xin gửi mít lời cho chị Đàn Đông ạ. Sa thú lành thai chị Trần Đạo, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô Tu Nữ Tự Nhiên, cô Tu Nữ Thamachari. Con kính chào đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc bài kinh Tiểu Bộ đoạn thứ 59 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Thành tựu với ba pháp này các tỷ kheo, vị tỷ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế nào là ba? Ở đây này các tỷ kheo, vị tỷ kheo thành tựu vô học giới quẩn, thành tựu vô học định quẩn, thành tựu vô học tuệ quẩn, thành tựu với ba pháp này, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến giới, định và trí tuệ. Với ai khéo tu tập, vị ấy vượt qua khỏi thế lực của ác ma và chói sáng rực sáng như mặt trời chói sáng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và Rạng Đông đã đọc xong, kính mời chị Sương Mai. Dạ, cảm ơn chị Rạng Đông. Dạ, con Sương Mai, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lễ chữ Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà, quý cô tu nữ. Sương Mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc Tiểu Bộ Kinh đoạn 50. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Thành tựu với ba pháp này các tỳ kheo, vị tỳ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế nào là ba? Ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo thành tựu vô học giới quẩn, thành tựu vô học định quẩn, thành tựu vô học tuệ quẩn, thành tựu với ba pháp này, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế Tôn đã nói đến ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến giới, định và tuệ, trí tuệ. Với ai khéo tu tập, vị ấy được, vị ấy vượt qua khỏi thế lực của ác ma và chói sáng rực sáng như mặt trời chói sáng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.
Dạ thưa hết. Kính mời chị Kim Nhung ạ. Dạ. Dạ con là Kim Nhung ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ các vị, các sư, quý sư, các quý cô tu nữ cùng các anh các chị ở trong đạo tràng. Con xin đọc bài 59 La Mã, phần 50. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Thành tựu với ba pháp, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn. Thành tựu với ba pháp này, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Giới, định và trí tuệ với ai khéo tu tập, vị ấy vượt qua khỏi thế lực của ác ma và chói sáng rực sáng như mặt trời chói sáng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Kính cảm ơn Huynh Quát Thân Á. Dạ, kính mời chị Cẩm Vân ạ. Em xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ Giáo Pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Thành tựu với ba pháp, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo này thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn. Thành tựu với ba pháp này, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Giới, định và trí tuệ với ai khéo tu tập, vị ấy vượt qua khỏi thế lực của ác ma và chói sáng rực sáng như mặt trời chói sáng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và Cẩm Vân đã đọc bài xong. Mến mời bàn tay của Sư Ái Minh. Dạ, sa thú lành thay. Nãy giờ Ái Minh không có chiếc máy, nên sa thú hết quý anh chị trong đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Tự Duyên, cô tu nữ Tham Ma Cha Vi và anh Minh. Em kính chào quý anh chị. Dạ, con cảm ơn cô Tự Duyên, chị Đặng Đông, chị Nhật Huỳnh, chị Kim Nhung. Con xin phép được trả bài Kinh Tiểu Bộ phần 59 La Mã. 59. Dạ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Thành tựu với ba pháp, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và cho sáng như mặt trời.
thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu với ba pháp này, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến, giới, định và trí tuệ. Với ai khéo tu tập, vị ấy vượt qua khỏi thế lực của ác ma và chói sáng rực sáng như mặt trời chói sáng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, mình đã trả bài xong. Dạ, em kính thấy bàn tay Vinh trưởng rồi, kính mời Vinh ha. Dạ, em kính mời Vinh ạ. Dạ, sa thu lành thầy sư Đại Minh. Nam mô Phật Thà Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sẵn Khà Ya, kính lành lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính chào cô tu nữ Tham Ma Chà Ri, cô tu nữ Tuệ Duyên cùng chư đạo hữu trong rung. Rồi, con xin được đọc bài kinh tiểu bộ, bài 59 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Thành tựu với ba pháp này các tỳ kheo, vị tỳ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế nào là ba? Ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu với ba pháp này. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến, giới định và trí tuệ với ai khéo tu tập, vì ấy vượt qua khỏi thế lực của ác ma và chói sáng rực sáng như mặt trời chói sáng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Phật Thà Gia Con Xin. Mến mời bàn tay của Xích Ta Thanh Thủy và Xích Nhật Huỳnh nha. Dạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Bạch. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Huỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Kim Dung, cảm ơn cô tu nữ Tề Duyên Xích Rạng Đông. Cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Thanh Thủy ơi, có nghe được âm thanh Nhật Huỳnh không Thanh Thủy? Alo, Thanh Thủy ơi. Dạ, cảm ơn Xích Hoa Nguyệt. Thì là Thanh Thủy, treo áo thôi. Dạ, không có ở trước máy đâu. Dạ, con xin được ông bài Pháp Quốc Kinh. Ông quên, con xin sang mối. Dạ, con xin được ông bài Kinh Tiểu Bộ 59 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Thành tựu với ba pháp này các tỳ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu với ba pháp này, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến, giới, định và trí tuệ. Với ai khéo tu tập, vị ấy vượt qua khỏi thế lực của ác ma và chói sáng, rực sáng như mặt trời chói sáng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng Như Quang Lâm vào đạo tràng. Và còn vị nào đọc bài nữa không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, vậy là không còn bàn tay vị nào nữa. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Xích Trần Đạo, Xích Rạng Đông, Xích Kim Nhung,
Cẩm Vân, cô Ái Minh, Vinh Quách Thanh Á, chị Sương Mai đã hoan hỷ ôn bài tiểu bộ kinh số 59 La Mã. Dạ, bây giờ thì thời gian cũng vừa phải lẽ. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng nghe chúng ta được thượng tọa Pháp Tăng giảng giải bài học ngày hôm nay. Kinh tiểu bộ và 60 La Mã. Ôi, vậy là Nhật Quỳnh đưa sai rồi sao? Dạ. Dạ, có một câu Nhật Quỳnh chưa có sửa số La Mã. Quỳnh Quỳnh Bát Tha Na, Nhật Quỳnh xin lỗi Quỳnh nha. Dạ. Nam mô Bát Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô A sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam buat da ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Tam thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vượt giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hưu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp. Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn. Những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập. Đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con xin phép được đọc chánh kinh bài tiểu bộ kinh chương 3 ba pháp phẩm 2 bài 60. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba phước nghiệp? Sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành và phước nghiệp do sự tu tập tác thành. Này các tỳ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Hãy để cho người ấy học tập làm công đức, hướng dẫn đến tương lai, đem lại căn an lạc. Hãy tu tập bố thí, tập sở hành an tịnh và tu tập từ tâm. Tu xong ba pháp ấy, những pháp khởi lạc thọ, bậc thiền trí được sanh tại thế giới an lạc, không phiền não hận thù. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giả, Nam Mô Tham Mai Giả, Nam Mô Sạc Khai Giả. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào Đại Đức Phúc Tính, kính chào Chư Tăng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết nghe rõ. Khi nãy giờ vô rất là sớm, nhưng mà Banh Thoát bảo là không có vô được, rồi cứ trầy trật 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 gần nửa tiếng đồng hồ. Giờ vô được là rất là vui rồi. Tại vì vừa đường lai rồi vừa xài 4G mà nó cũng không chịu vô. Bây giờ là vô được thì nghe tốt rồi. Dạ. Vậy là mừng, sợ một tí nữa rồi nếu có trục trặc gì rớt thì quý vị báo cho biết nha. Dạ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay đó thì chúng ta học qua Pháp Ba Chi, bài số 60. Trước khi giảng bài học hôm nay đó thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Abhivadami. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Soa kha tô phá gá quá ta thâm mô thâm măng nam ma sa mi. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, đi khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền. Subati bano phá gá quá tô sa quá ca sang khô sang khăn nam ma sa mi. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do đức lễ bái Tam Bảo một cách tính tác, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ chư tu chư đô tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự lạc. Nam mô Bụt Thầy Giả. Dạ, cảm ơn quý vị nói cho nghe rõ, biết rõ được rồi. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay đó thì chúng ta học ba pháp mà hết sức là cốt lõi, nền tảng căn bản của đời sống tu tập của chúng ta. Dù là chúng ta là ở vai trò của một cái người cư sĩ Phật tử hay chúng ta là một người xuất gia, thì ba cái pháp này hết sức là quan trọng. Chúng tôi có nhớ ngày xưa ở trong cái chi pháp này đó thì gọi cho đầy đủ, đó gọi là Dana Maya, tức là bố thí thành. Cái thứ hai là Sila Maya, có nghĩa là trì giới thành. Cái thứ ba nữa là Pha Wana Maya, tức là tu tiến thành. Tức là ba pháp này. Như vậy thì ở đây đó chúng ta nhìn thấy rằng có thể nói là đây là pháp nền tảng cốt lõi. Vì sao ở đây đó gọi là phước nghiệp sự? Trước tiên đó là chúng ta định nghĩa về cái chữ phước này cái đã. Phước á, thường thường á, là khi mà chúng ta nghe dân gian nói đó, dân gian nói là tại vì anh có phước hay là chị có phước, có nghĩa là chúng ta đang hưởng cái phước, cái quả của thiện nghiệp mà chúng ta làm, do cái nhân mà chúng ta làm cho nên là có cái quả thiện nghiệp chúng ta đang hưởng, cho nên là khi mà chúng ta gặp được cái sự may mắn á, thì cái đó gọi là quả của thiện nghiệp hay là gọi là có phước. Nhưng mà ở đây đó là chúng ta hiểu là cái phước ở đây đó, có nghĩa là cái nhân của nghiệp thiện mà chúng ta làm, cái thiện nghiệp mà chúng ta làm. Ví dụ như là mình bố thí, ví dụ như là mình trì giới, và ví dụ như là mình tu tiến, thì cả ba cái việc đó là đều là gọi là việc phước hết. Hay chúng ta nghe nói ở
trong trong Phật giáo thì gọi là giới, định và tuệ. Như vậy thì nhìn ở trong hai ba cái pháp này thì chúng ta đã có giới nè, rồi chúng ta đã có định nè, chỉ có thiếu tuệ. Nhưng mà hiểu ngầm nào đó, hiểu ngầm trong đó đó, thì trong ba pháp này chúng ta cũng đã có tuệ ở trong. Chúng ta hiểu là như vậy. Như vậy thì phước ở trong sớ giải định nghĩa là: một là nó mang đến cái quả an lành ở trong cuộc sống, an lành trong cuộc sống. Thí dụ như gặp được những điều hanh thông may mắn ở trong cuộc sống này, cả người tu, người cư sĩ hay là người xuất gia cũng vậy, chúng ta được những sự thuận lợi hanh thông về phương diện vật chất, về về phương diện tinh thần, thì cái đó, đó được gọi là phước. Cái nghĩa thứ hai cũng trong cái từ phước á, định nghĩa là nó làm cho cái nội tâm mình được an tịnh, an tịnh, thì cái đó cũng được gọi là phước. Như vậy thì cái người mà chúng ta thấy rằng nhiều khi đó là người ta không giàu lắm, người ta không giàu, người ta sống cuộc sống hết sình dị ở trong cuộc đời này, nhưng mà người ta vẫn thanh thản, tâm hồn người ta vẫn cảm thấy thoải mái, người ta không lo lắng nhiều, không buồn phiền nhiều, và họ luôn luôn có được sự an vui, thì cái đó cũng được gọi là phước. Cái đó cũng được là phước. Như vậy trong sớ giải định nghĩa, phước là cái gì mang đến sự an lành. Cái thứ hai nữa đó là làm cho cái nội tâm của mình được an vui, đó được gọi là phước. Như vậy thì hôm nay chúng ta học về ba cái pháp gọi là bố thí thành, trì giới thành và tu tiến thành. Chữ tu tiến ở đây đó là mình hiểu đó là chữ pha quá na đó, chữ pha quá na. Pha quá na là sự phát triển về nội tâm, phát triển về nội tâm. Pha quá na thì có hai cách, đó là Vipassana Phawana hay gọi là Samatha Phawana, tức là hai phát triển, hai cách ở trong Phật giáo chúng ta gọi là thiền chỉ và thiền quán. Bây giờ trở lại ở trong cái điều đầu tiên mà Đức Phật Ngài dạy ở trong cái nội dung này. Này các tỳ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba? Phước nghiệp sự do bố thí tác thành, bố thí tác thành. Phước nghiệp sự do giới tác thành, và phước nghiệp sự do tu tập tác thành. Tại đây dịch là tu tập, nhưng mà đó là cái chữ tu tiến, cái chữ khoa quá na, đó là như vậy. Này các tỷ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế Tôn nói lên ý nghĩa này là ở đâu, ở đây này, ở đây điều này đã được nói đến, hãy để cho người ấy học tập làm công đức, hướng dẫn đến tương lai, đem lại căn an lạc, đem lại căn an lạc. Hãy tu tập bố thí, tập sở hành thân an tịnh, và tu tập từ tâm, tu xong ba pháp này, pháp ấy, những pháp khởi lạc thọ, bậc hiền trí được sanh tại thế giới an lạc, không phiền não hận thù. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng trước tiên đó là chúng ta nói đến cái pháp bộ bố thí. Thường đó là chúng ta thường được nghe đến những cái pháp mà gọi là bố thí bần, hay là mình bố thí, mình giúp đỡ, hay là mình trai tăng cúng dường đến tăng chúng á. Thì cái từ ở cái chữ đa ná ma giá ở đây tức là chữ bố thí một cách viên mãn đầy đủ đó. Thì khi mà mình nói đến cái chuyện bố thí á, thì đương nhiên là nó có nhiều cách, hoặc là thí pháp, hoặc là thí tài. Thì thường thường nói đến bố thí á, thì người Phật tử mình thường được nói, được biết đến là cái việc mà mình chia sẻ vật chất đến người khác, vật chất đến người khác. Thì trong cái yếu tố mà bố thí đó thì chúng ta phải có cái gọi là Daya Thamma Sampatti, có nghĩa là sự đầy đủ về các cái vật dụng. Vật dụng đầy đủ ở đây không phải là chúng ta nói đầy đủ các cái, nhưng mà ít ra thì chúng ta phải có. Đầy đủ ở đó là gì? Cái gọi là
cái tài vật hay cái vật mà chúng ta bố thí đó, cúng dường đó, bố thí đó, thì đây đó là cái tài sản, cái đồ, cái tài sản của cải vật chất mà chúng ta có được đó là do mồ hôi, công sức, trí tuệ chúng ta bỏ ra, chúng ta thu hoạch được những cái tài sản đó, chúng ta nhín một phần để chúng ta chia sẻ đến những người khác. Thì khi mà mình chia sẻ đến những người khác đó, thì chúng ta phải có cái vật dụng, cái yếu tố đó là yếu tố phải có, gọi là Deya Thamma Sabbati. Bởi vì cái vật dụng đó, đó, cái vật đó đó, cái vật chất đó đó là bằng bàn tay lao động của chính mình, bằng khối óc của chính mình làm ra. Cái thứ hai nữa là mình phải có cái đối tượng để thọ thí, những đối tượng thọ thí. Và trong kinh á thì nói như thế này, có hai cái cách tế độ, có hai cái cách bố thí. Một là bố thí tế độ, hai là bố thí cúng dường. Bố thí tế độ, bố thí tế độ là sao? Ví dụ như là quý vị thấy một người nào đó họ khốn khó, họ khốn khó, rồi mình muốn chia sẻ người ta một manh áo, mình muốn chia sẻ cho người ta một miếng cơm, hay là mình muốn chia sẻ người ta một cái vật dụng gì đó để cho người ta vơi đi những nỗi khổ. Khi mà mình khởi cái lòng từ của mình, khởi cái lòng từ mình muốn giúp đỡ cho người ta bớt đi những cái sự khổ trong khoảng thời gian nào đó, hoạn nạn nào đó, khó khăn nào đó, thì cái đó đó mình khởi cái tâm từ để mà mình giúp đỡ cho người ta, mong cho người ta bớt đi nỗi khổ. Thì cái người mà bố thí đó đó, cái hạnh bố thí đó đó gọi là bố thí tế độ. Bố thí tế độ tức là mình muốn giúp cho người ta bớt cái khổ. Cái thứ hai nữa đó là mình bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường ở đây đó là mình bố thí cúng dường đến đối với tăng chúng. Mình hiểu ở tăng chúng. Thì cái đối tượng mà chúng ta gọi là khatta sambati, tức là cái miếng ruộng. Chữ khatta ở đây là gọi là miếng ruộng hay là cái thửa ruộng, nó tương đương với là cái từ phước ở trong cái từ tiếng Hán. Bởi vì trong từ tiếng Hán nó có cái bộ điền là miếng ruộng. Trong cái chữ phước của chữ Hán thì nó có bộ điền của miếng ruộng. Và do vậy đó, chữ khách tá ở trong từ Bali gọi là miếng ruộng. Khi miếng ruộng này đó là chúng ta gieo cái hạt giống xuống. Và chư tăng là cái nơi mà để cho chúng ta gieo cái hạt giống. Cho nên nhiều khi là mình tụng kinh bố thí, mình tụng kinh mình nói là tăng là phước điều này kia đó, thì từ cái ý nghĩa đó. Cho nên nó đầy đủ cái pháp thứ hai nữa đó là mình bố thí đến cúng dường đến với tăng chúng. Thì bằng với sự cung kính của mình, bằng với cái tâm thành kính của mình, bằng với cái vật dụng của mình, và bằng với cái sự tin về nhân quả của mình đó, và mình bố thí cúng dường đến với chư tăng, thì cái đó mà có chư tăng thọ dụng, thì cái đó là được gọi là đầy đủ về đối tượng, gọi là khatta sambati, đầy đủ về đối tượng. Tức là chư tăng á, giống như miếng ruộng, hình ảnh của chư tăng giống như miếng ruộng. Khi chúng ta cái miếng ruộng mà nó có tốt, nó có màu mỡ, thì bắt đầu chúng ta gieo cái hạt giống xuống, thì bắt đầu nó sẽ đơm qua kết trái, xanh sôi nảy nở, rồi đơm qua kết trái từ đó. Và cái yếu tố thứ ba nữa mà chúng ta cần phải có đó là khi mà mình bố thí đó, thì chúng ta phải có cái tâm gọi là citta sambati. Ở tâm ở đây đó thì đúng rồi, ai thì ai không có cái tâm, nhưng mà tâm ở đây là cái tâm gì? Tâm có sự chủ ý, tâm có cái sự khéo tác ý, tâm có cái sự tin về lý nhân quả. Tin về lý nhân quả cho nên mình mới bố thí cúng dường. Cho nên là trước khi mình làm gọi là búp bá chetana, tức là chúng ta có một cái sự chủ ý trước khi làm. Chủ ý ở đây đó là ví dụ như mình có cái tác ý là muốn cúng dường đến với chư tăng, mình chuẩn bị những cái lễ phẩm và mình tin rằng với cái phước mà mình làm rồi. Apparapara chetana có nghĩa là đang khi mà mình làm, đang khi mà mình bố thí, mình cúng dường đó. Ví dụ như là quý vị tác bạch đến với chư tăng là khẩu thân, gọi là khẩu nghiệp thiện, rồi thân chúng ta dâng đến với chư tăng, dâng các cái lễ phẩm ở trong luật,
là những cái vật gì mà nó quá sức nặng của mình thì mình chỉ tắc bạch thôi, chứ còn cái vật gì mà nó dồi với cái sức mà mình khuân giác được á, thì mình có thể dâng cái vật đó đến với tận tay chư tăng, thì chúng ta có cái gọi là thân nghiệp thiện. Rồi chúng ta có cái ý nghiệp thiện nữa, là chúng ta tin ở nơi cái thiện sự mà chúng ta làm, tin nơi cái phước mà chúng ta làm. Phước thì chúng ta cũng không thấy, tội quả nghiệp, nghiệp bất thiện, tội cũng không thấy, nhưng mà rõ ràng là nó có ở trong cuộc đời này. Khi mà chúng ta gặp việc thì nó có hiện khởi ở trong cái cuộc sống này. Như vậy thì ở đây đó, khi mà mình đầy đủ ba cái yếu tố, một là vật mình có, vật dụng mình có, cái thứ hai là đối tượng để chúng ta thọ, đối tượng để chúng ta cho, để chúng ta bố thí cúng dường, cái thứ ba nữa là chúng ta có cái tâm chủ ý để chúng ta làm, và cuối cùng là appara para cetana munchana cetana. Ở đây đó là khi mà tư hậu, sau khi chúng ta làm rồi, chúng ta tập cái tâm của mình có được cái sự quan hỷ với những việc thiện mà mình làm. Mình nhớ đến những cái việc xấu á, thì rõ ràng là tâm mình nó không tốt. Nhưng mà mình nhớ những việc thiện mà mình làm á, thì lại càng quan hỷ thêm. Như trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật ngày dạy, nay vui đời sau vui vậy đó. Mình làm thiện, làm phước á, thì cả hai đời được vui. Như vậy. Tương tự như vậy thì ở đây đó, bố thí là một cái việc thiện mà chúng ta thấy rằng của dù là người xuất gia, của bậc xuất gia hay là người cư sĩ đều phải thực hiện, và nó trở thành một cái việc thiện mà hết sức là căn bản và hết sức là nền tảng đối với cái người tu của chúng ta. Nếu chúng ta không tập được cái tâm bố thí đó thì chúng ta cũng khó mà xả ly được tất cả các thứ. Các thứ. Và chúng ta có làm cái thiện sự gì đó, chúng ta nhớ ở trong kinh điển Pali của chúng ta đó, về pháp thập độ ba la mật thì cũng là dana parami, tức là cái bố thí parami trước cái đó. Thường thường là nêu như vậy. Ở Phật giáo Bắc truyền thì người ta có cái là lục độ ba la mật, thì họ cũng nêu cái bố thí đầu tiên. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng cái việc bố thí là một cái việc mà chúng ta làm hết sức là cần thiết để tập cho mình. Ở trong cái từ Bali có một cái từ nữa gọi là chaga. Chaga. Chaga nó khác với là cái từ bố thí. Từ bố thí ở đây là chữ dana. Nhưng mà cái từ chaga đó ở đây đó là cái sự xả ly, cái sự xả ly. Mình bố thí, mình cho mà tập cho cái tâm của mình xả ly, không bị dính mắc. Không bị dính mắc, ngay cả những chuyện buồn vui, cái gì đó hỉ nộ ái ố đó, chúng ta tập cho chúng ta là xả bỏ những điều đó, không có dính mắc với những điều đó. Thì từ ở cái việc bố thí này mà tập cho cái tâm của mình biết xả ly, đó gọi là cha gá. Còn cái từ bố thí ở đây á, có nghĩa là từ ở cái chữ đa ná, tức là chúng ta cho ra và tập cho cái tâm của mình á, là cũng phải biết là từ từ rồi mình xả bỏ, rồi mình cho, mình có tạo được cái công đức gì đó cũng nguyện là ngã, có sanh để luân hồi đó thì chúng ta cũng sanh là cõi lành, cõi trời, cõi người để chúng ta tiếp tục tu tập nữa. Và đặc biệt nữa là chúng ta mong muốn được cái giải thoát ở trong tương lai với cái tâm mà bố thí để xả ly đó, để làm cho cái phiền não của mình được tiêu trừ, và làm cho cái dòng luân hồi của mình nó ngắn lại. Và từ ở cái việc bố thí này tập cho cái tâm của mình xả ly như vậy, thì đó là một trong những cái cách mà chúng tôi nghĩ rằng rất là quan trọng. Cho nên là mình nói gì nói, nhưng mà mình không có bố thí thì nó không thể là hỗ trợ được. Bởi vì nếu mà mình nói các cái pháp ba la mật á, thì phải đủ, gọi là thập độ ba la mật, mình nói cho đầy đủ là phải đủ thập độ ba la mật. Thiếu một cái gì đó thì cũng khó mà giác ngộ được. Cho nên là có thể nói rằng từ ở cái việc mà bố thí đó, ví dụ như chúng ta thấy nói như vậy,
giống như Bắc truyền thì người ta nói cái câu là nghèo bố thí khó, nhưng mà rõ ràng là nghèo bố thí khó, nhưng mà cái đó là nó là cái khó thôi. Sự thật ra đó là cái người mà tập cho cái tâm của mình biết xả ly, biết bố thí đó, thì phải nói rằng đó là một việc làm mà chúng tôi nghĩ rằng rất là dễ làm so với các cái việc khác. Tại vì dù gì đó thì mình biết chia sẻ một cái gì chút đó, thì cái đó đó nó cũng là cái cách bố thí của chính mình. Nhưng mà cái việc đó là việc mà mình nói là rất là dễ làm so với cái việc mà mình trao dồi tu thiện, so với cái việc mà mình giữ giới, so với cái việc mà giữ giới. Chúng tôi có quen vài người Phật tử đó, thì họ nói như thế này nè: con đi chùa, con bố thí, con cúng dược, nhưng mà bảo con tu thiền, con làm không được. Con làm không được. Rồi có một vài Phật tử nói thì con bố thí được, con đi chùa con công quả được, nhưng mà sao bảo con giữ giới, sao có những điều con làm không được. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng trong các cái việc thì cái chuyện bố thí đó, cái chuyện cúng dường đó là chuyện đầu tiên mà phải nói là nó dễ làm hơn so với các cái việc làm khác. Tuy nhiên nó có những cái trở ngại nhất định, có những cái hạn chế nhất định, nhưng mà trong ba cái việc này thì việc bố thí thành đó là một việc mà hết sức là quan trọng và việc mà dễ làm so với hai những việc làm khác. Bây giờ chúng ta sẽ thấy được một cái điều nữa, đó là ví dụ như mà mình bố thí ở trong Phật giáo đó, gọi là ở Bắc truyền người ta có nói cái câu là tại gia thí tài, xuất gia thí pháp. Bởi vì bậc xuất gia đó thì có lẽ là người ta không phải là người ta không có làm ra của cải vật chất, cho nên là họ chỉ có thí pháp. Nói như vậy không có nghĩa là người tại gia là chỉ có thí tài không mộng thí pháp, mà nói như vậy không có nghĩa là người bậc xuất gia là chỉ thí pháp thôi, không có thí tài, không có. Nhưng mà rõ ràng trong hai cái giới ấy, thì cái điều kiện của mỗi một cái giới như vậy thì nó thích hợp cho cái việc mà thí tài hoặc là thí pháp. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta đều phải làm hết, đều phải làm dù là thí tài hay là thí pháp. Cho nên ở đây đó là ngay cả việc ví dụ như chư tăng nói Phật pháp cũng là cái bố thí pháp. Ngay cả mình nói những cái lời lành mà khuyến khích người khác để người ta hướng thiện được thì cũng là bố thí pháp. Hay ngay là mình có được một cái kiến thức chuyên môn nào đó về cái nghề nghiệp, mà cái nghề nghiệp lành mạnh mình chỉ dẫn cho người ta để người ta nhờ cái nghề nghiệp lành mạnh đó, nghề nghiệp tốt đẹp đó mà họ làm ra của cải vật chất, thì đó cũng được gọi là bố thí pháp. Hiểu là như vậy. Cho nên là ở đây đó là cái pháp đầu tiên mà chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày dạy là bố thí thành. Vì như vậy thì bố thí là một việc làm mà trước tiên của một cái người tu tập của chúng ta, để chúng ta tạo phước. Và nếu như một người mà sanh ở đời chúng ta được có những cái sự đầy đủ về phương tiện vật chất, đầy đủ về danh vọng địa vị, mặc dù danh vọng địa vị nó cũng chỉ là phù du thôi, nói theo hiểu một cách nào đó là phù du, nhưng mà nó là cái phước hữu lậu. Khi chúng ta sanh lại làm người, khi sanh lên cõi trời, ví dụ như sanh lên cõi trời thì có thiên sắc, thiên ương, thiên sưng, thiên thọ mạng, vân vân, thì sanh lời cõi người thì cũng có là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, thì cái đó nó phải nói là có cái phước. Những cái người đó họ được như vậy là họ có cái phước. Cho nên thường là chư tăng phúc chúc cho chúng ta là như vậy, cho những người cư sĩ là như vậy. Sông lâu ayu wano xuất khang ba lăng, ví dụ vậy. Cả bốn pháp chúc mừng là sông lâu ayu wano xuất khang ba lăng, danh sắc đẹp, rồi sông lâu sắc đẹp, an vui, xuất khang ba lăng là sức lực. Thì cả bốn cái pháp đó ai cũng mong muốn. Nhưng mà cái mục đích của cuối cùng của đời tu của mình không phải là chỉ ở đó, mà mục đích cuối cùng của đời sống tu tập, đời sống phạm hạnh là để đi hướng đến cái sự giải thoát. Bây giờ chúng ta nói đến cái pháp thứ hai ở đây đó, là Đức Phật ngài nói là trì
do giới tác hành. Do giới tác hành. Trước tiên đó là chúng ta sẽ nói điều là mình tu gì thì tu, nhưng mà nếu mà mình không giữ giới á, thì cũng khó mà thành tựu được định. Bởi vì chư các bậc tiền bối, chư tổ của chúng ta thường nói là giới sanh định, định năng sanh tuệ. Và trong ba nền tảng của Phật giáo đó là giới, định và tuệ, sila, samadhi và tuệ nhà. Tức là ba cái đó là phải có, ba đó phải có. Mà ba cái pháp đó, đó là giới định tuệ hay là con đường phạm hạnh của một cái người tu tập. Như vậy thì người cư sĩ đó mà mình người cư sĩ đó thì mình giữ giới vai trò của người cư sĩ. Thí dụ như người cư sĩ Phật tử thì mình cố gắng giữ năm giới, hoặc là mình cố gắng giữ tám giới. Mỗi tháng chúng ta có bát quan mấy ngày đó, 14, 15, 30, mùng 1, 23, mùng 8, vân vân. Thì những cái ngày đó là được xem như là cái ngày giới. Cho nên nếu chúng ta giữ được bát quan thì tốt, còn không thì căn bản chúng ta cũng phải giữ được năm giới, có tam quy và ngũ giới. Cho nên là cái người mà tu tập của chúng ta đó là cần phải giữ giới. Trong thanh tịnh đạo thì ngài Bút Thát Cú Xá ngài dạy rằng là giới là gì? Giới là sự chủ tâm, chủ tâm, chủ tâm, chủ tâm ngăn ngừa, chủ tâm ngăn ngừa. Thí dụ như giờ mình nguyện là con không sát sanh, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, hoặc là con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh, vân vân. Đó là sự chủ tâm. Cố ý tránh xa đó là sự chủ tâm. Chủ tâm ở đây là cái do cái tâm quyết của mình, cái tâm chủ tâm của mình, sự quyết tâm của mình, bằng cái sự chủ ý của chính mình. Chỉ chetana, chetana. Cho nên cái gì chúng ta làm á, chetana nó là tác tạo thành nghiệp. Tác tạo thành nghiệp. Và cũng chetana này nó có thể tác tạo thành động lực nữa. Động lực đó có thể động lực bất thiện, động lực đó là động lực thiện, động lực đó có thể là động lực không thiện không ác, động lực đó là động lực đắc đạo quả, ví dụ vậy. Thì bây giờ khi mà mình nói đến cái việc mà mình chủ tâm để mà mình ngăn ngừa giới, ngăn ngừa giới, tức là giới như ngài Bút Thát Cú Xá ngài dạy là giới là sự chủ tâm, hay giới là hàng rào để ngăn chặn những tội lỗi. Bởi vì chính có cái giới đó làm cho mình ngăn chặn những tội lỗi. Hoặc là dạy rằng ngài Bồ Tát Cô Sáng ngài nói là giới là gì? Tạo nên cái sự bất hối. Tạo nên sự bất hối. Chúng ta thường thường có cái sự bồn chồn, lo âu, cảm thấy như mình bị trống vắng cái gì đó, cảm thấy như mình cái gì, mình cảm thấy như là mình bị lỡ lầm một cái gì đó, cảm thấy như mình bị thiếu thốn cái gì đó, thì làm cho ở cái nội tâm của mình nó chao đảo. Đó là một trạng thái trạo cử. Trạo cử, trạo cử là trạng thái tâm của mình nó bồn chồn, lo âu, rồi phập phồng, rồi vận động, chao động. Đó là trạng thái của trạo cử. Nhưng mà nếu giới á, thanh tịnh á, giới mà thanh tịnh thì nó tạo nên cái sự bất hối, không có tạo cho cái cảm giác của nội tâm mình có cái sự hối hận, lo âu, phiền muộn, làm cho cái tâm của mình dễ dàng định tĩnh, định tĩnh. Bởi vì mình cảm thấy rằng cả thân khẩu ý của mình không có cái gì lỗi lầm, dù là cố ý hay là vô ý, chúng ta không có cái lỗi lầm đó. Cho nên tâm của chúng ta không có cái gì mà để gọi là bồn chồn, lo âu, lo sợ. Do vậy đó thì cái tâm nó dễ dàng định tĩnh hơn, dễ dàng định tĩnh hơn. Như vậy thì mình một cái người mà trì giới đó, trước tiên đó thì quý vị thấy rằng là giống như là một cái người mà cất cái nhà vậy đó. Chúng ta xây cái nhà lầu có bao nhiêu tầng đi nữa mà cái nền móng mà chúng ta làm không vững đó, thì nó dễ dàng sụp đổ. Còn nếu cái nền móng mà chúng ta làm nó vững rồi đó thì chúng ta khó bao giờ sụp đổ cái nền, cái nhà đó. Vì vậy thì cái người tu á,
Thì trước tiên là chúng ta phải có cái nền tảng của giới. Nền tảng của giới. Bậc xuất gia cũng vậy, hay người cư sĩ cũng vậy. Khi mà mình không có nền tảng của giới thì khó mà tu tập, mình định tĩnh được, mình tập trung được. Như vậy thì ở đây giới, ở trong Phật ngôn á, thì Đức Phật Ngài dạy là giới, giới là một cái vật trang điểm cho người tu tập của chúng ta nói chung. Bởi vì nếu như bây giờ mình nói là một bậc xuất gia cũng vậy, nếu mà mình nói cái hình thức bên ngoài không thì chưa có phải, chưa có phải, bởi vì chúng ta chỉ có hình thức thôi. Nhưng mà nhờ giới, nhờ cái sự tu tập của chính mình thì nó mang đến cái nội hàm ở trong, nội hàm ở trong mỗi người, mỗi người tu của chúng ta. Vì như vậy đó thì đó là một cái giới, là một cái vật trang điểm cho một cái người tu của mình, trang điểm cho một người tu của mình. Cái người cư sĩ cũng vậy, mình nói là mình quy y Tam Bảo, mình trọn đời quy ngưỡng Phật, trọn đời quy ngưỡng Pháp, trọn đời quy ngưỡng Tăng, rồi là mình là cố gắng giữ gìn giới, giữ gìn. Thì nếu mà mình giữ gìn giới, nó là vật để trang điểm cho người Phật tử mình. Bởi vì nếu mà mình nói mình bỏ ra tam quy ngũ giới ra thì cũng không khác gì người bên ngoài. Nhưng mà mình khác ở chỗ là mình là người cư sĩ thì mình có tam quy và ngũ giới, bát quan trai giới. Cái cách cư xử của mình, lời nói và cái hành động cử chỉ của mình, cái suy nghĩ của mình thì đều là một cái người thể hiện lên một cái người có đạo, có đạo, có sự tu tập. Thì cái người bậc xuất gia cũng vậy, cần có được cái sự tu tập thể hiện lên cái nội hàm ở chính mình, tức là ở trong nội lòng của mình. Mình có giới, có tu tập định, có tu tập tuệ, có đời sống phạm hạnh, có tri kiến đúng đắn, thì mình mới có thể là gọi là một cái người tu. Cái người đó là bậc xuất gia hay là người cư sĩ. Như vậy thì cái giới ở đây đó, chúng ta thấy rằng đối với các bậc xuất gia thì giới khác với người cư sĩ. Và đối với người các bậc xuất gia thì phải nói rằng cái đời sống nó khác với cái người thế tục, người cư sĩ. Người cư sĩ thì có gia đình, rồi làm việc này, việc kia, ngoài xã hội, rồi nhiều việc ở trên cuộc đời này. Nhưng mà người xuất gia, bậc xuất gia thì chỉ chuyên tâm cho cái việc mà làm cái gì cho Phật Pháp, cho vừa tu tập cho chính mình mà làm cho cái gì cho Phật Pháp, thì mình làm cái điều đó, làm đó. Cho nên cái người bậc xuất gia đó thì quý vị thấy rằng là có ở trong lục tạng gọi là bốn cái thanh tịnh giới đó, bốn cái thanh tịnh giới. Cái thứ nhất đó là nói đến cái giới bổn thanh tịnh giới, giới bổn thanh tịnh giới, tức là những cái điều học mà Đức Phật dạy ở trong giới và luật, thì vị tỳ kheo phải biết điều đó, học tập, tìm hiểu, học tập, nhớ và thực hành giới bổn. Những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy ở trong luật, bởi vì Đức Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài hiểu rõ, biết rõ được những cái cội nguồn mà nó mang đến cái tội lỗi. Và do đó những điều học Ngài ban ra nó không phải là những cái điều cấm trước, mà sở dĩ có cái người họ phạm đó, họ làm đó, Ngài thấy rằng nó ảnh hưởng đến đời sống phạm hạnh tu tập của một, của đời sống tỳ kheo, hoặc là ảnh hưởng đến cái quy tín của tăng đoàn á, thì Ngài cấm chế điều đó. Cho nên là chúng ta phải đối với các bậc xuất gia học, học tập, nhớ lời mà Đức Phật Ngài dạy, để mà mình nhớ, mình thực hành theo. Thì cái giới bổn đó nè, thí dụ như là chúng ta thấy nè, đối với trong luật tạng Bali á, thì có là 227 giới của một vị tỳ kheo. Đó là một trong những cái điều. Điều nào chúng ta cần làm, điều nào không nên làm, điều nào không nên làm thì tránh, điều nào nên làm thì cố gắng làm những điều đó khi Đức Phật cho phép. Yeah.
Cái thứ hai nữa là thu thúc thanh tịnh giới. Thu thúc thanh tịnh giới, chữ thu thúc ở đây đó có nghĩa là các cái căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tâm của chúng ta luôn luôn có cái sự thu thúc. Thu thúc thì cái sự thu thúc này đó là chúng ta cần phải có cái chánh niệm ở trong đời sống hàng ngày. Như vậy thì trong mọi cái hoạt động đi đứng nằm ngồi của chúng ta, mắt nhìn thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chút chạm, ý suy nghĩ đều có cái chánh niệm. Nhờ cái chánh niệm này là cái sợi dây để thu thúc lại cái tâm của mình, không bị chao động, không bị vọng động, không bị loạn theo cảnh và không bị cảnh cuốn hút, vân vân. Lúc vào cái vị tỳ kheo cũng phải có cái chánh niệm, đó là một điều cần thiết. Cái thứ hai nữa là thọ dụng thanh tịnh giới, tức là thì tỳ kheo cần phải có cái sự thọ thực của chính mình, đi thọ bốn món vật dụng, cần phải đi khất thực, rồi cần phải có một cái sự nỗ lực ở trong cái chánh mạng, gọi là chánh mạng, tức là chánh mạng thanh tịnh giới, tức là đi khất thực và sống. Rồi người Phật tử hộ độ đó thì hộ độ theo chánh pháp, hộ độ theo chánh pháp bằng với cái lòng thành kính những người Phật tử họ cúng dường trai tăng, chứ không phải là mình sống theo tà mạng, không phải là xem bối, cũng không xem thiên văn địa lý, cũng không xem ngài, mà chỉ lo tu tập thôi, lo tu tập, thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ, không phải là làm những nghề nghiệp như bên ngoài những người cư sĩ, không phải giữ nhà cho những người cư sĩ, cũng không phải là giữ con giữ cháu đưa thư vân vân, không phải là có qua có lại, thì cái đó nó không phải thuộc chánh mạng. Mà ở đây đó là chánh mạng là đòi hỏi cái sự tinh tấn rất là nhiều, và cái cuối cùng là gọi là quán tưởng thanh tịnh giới. Khi mà thọ dụng các cái món vật dụng gì, từ y phục, vật từ trú xứ, khi mà mình quán tưởng y phục là mình chưa bận thì nó sạch, nó thơm tho như vậy, nhưng mà khi mà bận vô trong người rồi thì chỉ chừng một ngày là nó đã hôi rồi. Y phục vậy đó, vật thực vậy, khi đưa vô khỏi cổ á, khi chưa khỏi cổ thì màu nó sắc nó đẹp, nhìn thấy hấp dẫn, nhìn thấy này thấy kia nó hấp dẫn. Từ cái bố trí, bài trí ở trên cái dĩa, cái mâm, cái chén, cái tô gì đó, chúng ta thấy nó hấp dẫn vậy. Nhưng mà đưa vô khỏi cổ rồi thì thấy đáng nhờm ngớm, đáng nhờm ngớm. Vật thực cũng vậy. Rồi trú xứ cũng vậy thôi. Và nó chỉ là che nắng, che mưa thôi. Cho nên trong luật thì tỳ kheo không có cắt cái cốc, cái phòng của mình quá lớn. Để chỉ mình bài đồ qua tùm lum, nhiều đồ quá, làm cho tâm của mình nó không được yên tĩnh. Như vừa chừng thôi, vừa chừng để đồ, chứ không có lớn, để che nắng, che mưa, để tu tập, thì để tập cái tâm của mình vậy. Thuốc chữa bệnh vậy đó, cũng phải thích hợp. Như vậy thì trong bốn cái này đó, thì bốn cái thanh tịnh giới này, thì cái giới bổn thanh tịnh giới thì nó cần phải có cái sự am tường. Am tường tức là mình phải hiểu rõ những điều học. Giới bổn thanh tịnh giới tức là Đức Phật dạy cho những cái điều học thì chúng ta cần phải am tường. Cái thứ hai nữa là thu thúc thanh tịnh giới là mình cần phải có cái sự chánh niệm. Chánh niệm. Cái thứ ba nữa là chánh mạng thanh tịnh giới thì cần phải có cái sự tinh tấn. Bởi mình tinh tấn mình mới đi khất thực được, mình tinh tấn mình mới tu tập thì mình mới có được những cái vật thực mà những người đàn tính họ cúng dường hộ độ. Mình phải tinh tấn. Tinh tấn. Và cái thứ tư nữa là cần phải có cái gọi là quán tưởng thanh tịnh giới, thì cần phải có cái trí tuệ. Trí tuệ nhìn thấy là các cái món vật dụng này, từ y phục, vật thực, trú xứ và thuốc chữa bệnh, khi mà chúng ta chưa dùng thì nó như thế nào, rồi dùng rồi như thế nào, chúng ta cần phải quán tưởng. Thì cần phải có một cái tâm suy xét bằng cái trí tuệ. Như vậy thì ở đây đó là giới bổn thanh tịnh giới, thu thúc thanh tịnh giới, chánh mạng thanh tịnh giới và quán tưởng thanh tịnh giới. Thì cả bốn cái này đó là đối với giới của bậc xuất gia. Giới của bậc xuất gia. Như vậy thì giới là hàng rào để ngăn chặn những tội lỗi của chính mình.
Đó là điều mà chính cái giới đó nó tạo cho cái tâm bất hối, như ngài Bố Thí Cô Xá đã định nghĩa, ngài Phật Âm ngài định nghĩa như vậy, có nghĩa là tạo cho cái tâm của mình không có hối hận, chao đảo vọng động, bởi vì mình không có chút lỗi lầm cho nên là mình không có chao đảo vọng động. Đó là một điều mà chúng ta thấy. Và cuối cùng thì ở đây đó chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy rằng cái gọi là tu tiến thành hay gọi là tu tập thành đó, thì ở đây cái chữ tu tập ở đây là cái chữ pha qua na, chữ pha qua na ở đây là phát triển, chữ phát triển. Phát triển cái gì? Chúng ta có hai cái pháp mà trong kinh điển Bali chúng ta thường được nêu đó, gọi là samatha phawana. Samatha phawana có nghĩa là chúng ta phát triển bằng phương pháp thiền chỉ, bằng phương pháp thiền chỉ. Cái thứ hai nữa đó là vipassana phawana, tức là chúng ta phát triển bằng trên phương diện thiền quán. Cả hai cái đó, chữ phawana đây là phát triển hay là tu tập. Thì khi chúng ta nói gì nói, nhưng mà rồi á, cái nền tảng bế kế tiếp nữa đó là khi chúng ta giữ giới như vậy thì chúng ta cần phải trau dồi cái nội tâm của mình bằng phương pháp thiền chỉ. Thì cái thiền chỉ á, thì nó có 40 đề mục lận. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói ở đây á, như Đức Phật ngày dạy về tu tập về tâm từ đó cũng là một trung phương gọi là tu tập thiền chỉ. Ví dụ bây giờ mình khởi cái tâm của mình mong cho tất cả chúng sanh được an vui. À, dù là xa hay là gần, thô hay là tế, trên hay là dưới, hướng đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc, mong cho tất cả chúng sanh được an vui. Những người gần ta hay là những người xa ta, những người ta thấy, những người chúng ta không thấy, mong cho những người đó họ được an vui, họ được an vui. Và chính mình mát mẻ, mình khởi cái tâm từ. Bởi vì tâm từ là một trong những chất liệu mát mẻ để nó đối trị với lại cái tâm sân hận, tâm sân hận, cái tâm bực bội, cái tâm không hài lòng. Chúng ta đừng nghĩ là nó sân hận là khi nào chúng ta đùng đùng mà chúng ta khó chịu với người khác, nói này nói kia, hoặc là chúng ta có cử chỉ hành vi nó đùng đùng á, thì gọi là sân hận không đâu. Mà chúng ta không hài lòng cho một cái việc gì đó thì cái đó nó cũng là sân hận rồi. Chứ không phải là đợi tới chúng ta phải đùng đùng mắng chửi đánh đập gì đó mới là sân hận đâu. Như vậy thì cái tâm từ là một trong những cái cách tu, cái cách tu mong cho tất cả chúng sanh được an vui. Hay hoặc là bây giờ quý vị chỉ cần định tâm vào một cái đề mục nào đó, chúng ta định tâm vào một cái đề mục nào đó, định tâm ở trong cái đề mục hơi thở, hay là định tâm ở trong một cái đề mục về niệm Phật, niệm về ân đức A-ra-hăng, đức Phật trọn lành, hay là định tâm về ánh sáng xanh, hay là đất nước lửa gió gì đó. Ví dụ như trong Thanh Tịnh Đạo nói là mình lấy cái đề mục của đất, tức là lấy cục đất sét, mình nắn ra đường bán kính độ khoảng 20 cm, tức là độ khoảng một gang tay. Chúng ta để đó, chúng ta nhìn phơi khô lại, chúng ta nhìn điểm vào, chúng ta nhìn để tâm của chúng ta trụ tâm. Cái trọng tâm của thiền chỉ, tức là thiền định á, là trụ tâm trên một đề mục. Cái trọng tâm của thiền chỉ là trụ tâm trên đề mục, giữ tâm trong một cái đề mục đó. Đến một lúc nào đó thì ở cái nội tâm của chúng ta nó phát ra những cái nimitta, cái tướng, quan tướng, vân vân. Thì những cái điều đó nó là những cái có thể là với cái khi mà tâm của mình được an tịnh thì nó sẽ có những cái ấn chứng, mình gọi đó là ấn chứng, nó sẽ thể hiện ra, nó sẽ hiện ra. Ở đây không phải là hư ảo, ở đây không phải là vọng tưởng, mà là những cái chỗ, những cái khi mà nội tâm của mình có được cái sự an tịnh thì tự động nó sẽ xuất hiện, tự động nó sẽ xuất hiện những cái quan tướng, những cái ấn tướng, những cái nimitta đó nó sẽ hiện ra, và nó là sẽ làm cho cái tâm của mình được an tịnh. Quý vị thấy nhiều khi á, khi mà mình ngồi cái tâm mình được an tịnh á, thì mình ngồi thiền 1-2 tiếng là chuyện bình thường, không thấy mệt. Và mình không ăn cũng không thấy đói.
nói điều này không phải là mình chỉ ấy không. Chúng tôi nhớ hồi xưa có cái thời gian là bản thân của chúng tôi cũng như vậy. Nó có những cái điều đó. Khi mà cái nội tâm của mình nó được an tịnh, mình không cảm thấy tay đói, và mình ngồi thiền mình cảm thấy nó thoải mái, nó sảng khoái lắm, nó không có cái gì hết. Và đó là một cái điều mà cái tâm của mình nó đưa đến cái sự an tịnh, nhưng mà không phải là chứng đắc gì đâu, không phải chứng đắc, nhưng mà do cái sự tu tập của mình có được cái sự an tịnh đó. Nhưng mà mình bây giờ đi kiếm lại những cái trạng thái như vậy nó hơi khó, nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là cái nội tâm của mình đến một lúc nào đó mình phát huy do cái sự tu tập thiền chỉ của mình. Như chúng tôi đã nói khi nãy đó, là mình trụ tâm trên một cái đề mục trọng tâm của thiền chỉ, tức là Samatha Bhavana đó, là trọng tâm của thiền chỉ đó là trụ tâm trên một đề mục. Đề mục đó là đề mục tâm từ, đề mục tâm bi, đề mục tâm hỷ, đề mục tâm xả, lấy chúng sanh làm đối tượng. Bốn phẩm trú thì lấy chúng sanh làm đối tượng. Còn những cái đề mục niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nó có thể đưa đến cận định. Nó có thể đưa đến cận định. Còn những đề mục hơi thở, những đề mục ánh sáng thì nó có thể đưa đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tùy theo. Nhưng mà ở đây đó là trọng tâm của thiền chỉ. Mặc dù nói đến 40 đề mục, thì những cái đề mục, có những đề mục nó đưa đến cận định, có những đề mục đưa đến sơ thiền, rồi có những đề mục đưa đến nhị thiền, tam thiền. Nhưng mà nói gì thì nói, sơ thiền, cận định hay là tam thiền gì, nhưng mà ở đây đó là mình tu tập là để cho mình an tịnh nội tâm, cái nội tâm của mình được an lạc, đó là cái sự thành công của chính mình. Như vậy thì mình phát triển là phát triển ở cái nội tâm của mình. Chữ Bhavana ở đây đó là tu tiến hay là phát triển, phát triển ở nội tâm. Bởi vì tu gì tu, nhưng mà mình có cái định tâm lúc mình cận tử mà mình tâm mình định thì đó là một trong những sự thành tựu của chính mình. Mình cũng được sanh ở cõi lưu dịch cảnh giới lành. Đó là cái điều cần thiết. Cái thứ hai nữa đó là ở trong kinh điển Pali nêu ra cái gọi là phát triển của thiền quán, tức là Vipassana Bhavana, tức là mình phát triển bằng cái thiền quán. Thì trọng tâm của thiền quán đó là tuệ và niệm. Tuệ và niệm. Như vậy thì cái chánh niệm là cái điều yếu tố cần thiết. Yếu tố cần thiết. Bởi vì chính cái yếu tố mà chánh niệm đó, mình mới có thể ghi nhận được. Như là ngày Xá Lợi Phất ngày dạy là Sabbati Sabbacchanyancha Ime Due Thammabhukara. Chánh niệm và tỉnh giác là hai pháp có nhiều tác dụng. Ngày Xá Lợi Phất ngày dạy vậy. Như vậy thì chánh niệm là gì? Chánh niệm là sự ghi nhận. Ghi nhận cái gì? Ghi nhận những cái đang diễn ra của thân và tâm mình, hay gọi là cách khác đó là danh và sắc. Là chỉ có chánh niệm mình mới có thể ghi nhận được. Còn tỉnh giác là mình biết rõ những sự diễn biến đó. Chữ sabbacchanya tức là sự tỉnh giác, là biết rõ, ghi nhận và biết rõ những cái đang diễn ra. Và chỉ có chánh niệm là tỉnh giác mình mới có thể biết rõ được cái là sự diễn biến của danh và sắc này. Còn không thì các pháp luôn luôn trôi chảy mà. Danh cũng luôn luôn trôi chảy, sắc cũng luôn luôn trôi chảy. Cho nên là tâm qua 17 sắc nhờ một khí đó. Có nghĩa là mặc dù là sắc pháp chậm hơn danh pháp 17 sắc na, sự sanh diệt, nhưng mà nó vẫn là sanh diệt. Sắc pháp cũng vẫn là sanh diệt. Mặc dù là sanh diệt chậm hơn là danh pháp, nhưng mà nó cũng đang sanh diệt. Chỉ có cái người chánh niệm tỉnh giác, một người chánh niệm tỉnh giác mới thấy đọt được cái sự sanh diệt của danh và sắc này thông qua tam tướng để thấy được cái tính chất vô thường của danh sắc này, thấy được cái sự bắt của sự khổ này, của danh và sắc này, và thấy được cái tính rỗng không của danh và sắc này, tức là các pháp đều là vô ngã. Chúng tôi nhớ có một cái câu Phật ngôn mà Chư Tăng thường tụng đó là gì? Đó là
Sabbe sankhara anicca tiyada banya yavasati athani bindati dukkhe evame. Giới trí tuệ thấy rõ các pháp là vô thường, với trí tuệ thấy rõ đau khổ được nhàm chán, đó là thanh tịnh đạo. Các pháp là khổ não, với trí tuệ thấy rõ đau khổ được nhàm chán, đó là thanh tịnh đạo. Các pháp là vô ngã, với trí tuệ thấy rõ đau khổ được nhàm chán, đó là thanh tịnh đạo. Chúng tôi thấy rằng là cái nội dung của cái Phật ngôn này đó, mặc dù là chư tăng lấy là tụng đó để thấy được vô thường khổ vô ngã, nhưng nó là một cái đề tài để cho chúng ta tu tập rất là quan trọng thông qua cái tấm thân này, tấm thân ngũ quẩn này. Trong kinh mô tả là không dài quá hai sải tay, rồi hai thước ta hai sải tay, rồi là chính trong thân ngũ quẩn này, trong thân ngũ quẩn này là một toàn bộ cả cái thế giới, và cần phải quán chiếu đối với cả cái thế giới này. Thế giới này tức là quán chiếu về năm quẩn thông qua danh và sắc này, và thấy rõ được cái gọi là vô thường của cái sự sanh diệt của danh và sắc, và thấy rõ được cái sự khổ, tức là sự bức bách của danh và sắc này, Cho nên nếu mà mình có lúc nào đó mình lúc nào mà mình bệnh, mình nằm nghiễm nghiễm trên đời, rồi mình nghe đâu đây đó mình đau râm ran, mình thấm thía được cái cuộc đời này. Sự thật ra đó thì lúc mà mình khỏe mạnh á, chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta ít nghĩ gì, chúng ta thường hướng ngoại. Nhưng mà đến khi mà chúng ta nằm ở trên giường rồi đó, không còn cục cựa gì nữa, thì chúng ta mới thấy rằng là nó râm ran ở đây đó, chúng ta cảm thấy là đúng là thân là khổ, có thân là khổ. Cho nên chúng tôi nhớ cái ông Lão Tử, ông nói cái câu, ông triết gia của Trung Quốc ấy, ông có cái câu là ngô hữu đại quạn dị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân hà quạn chi hữu. Ta có cái khốn khổ vì ta có thân, nếu ta không thân thì ta đâu có khổ. Nó tương đương với là cái câu mà Đức Phật Ngài dạy đó, là ngũ quẩn là khổ, cho nên là khi mà chúng ta quán chiếu để lúc mà đến lúc nào đó chúng ta đau khổ được nhàm chán, đó là thanh tịnh đạo. Nếu chúng ta cảm thấy nó là khổ thì chúng ta mới có thể là nhàm chán nó được, mới xả ly nó được, còn nếu không thì không, cứ quay quẩn như vậy hoài. Thì ở đây đó chúng ta thấy là phát triển về trên ba pháp Đức Phật Ngài dạy ở trong nội dung của bài kinh này, đó là đa na ma giá, tức là bố thí thành. Cái thứ hai nữa là si la ma giá, tức là trì giới thành. Cái thứ ba nữa là pha qua na ma giá, tức là tu tiến thành hay là phát triển thành. Như vậy chữ pha qua na ở đây đó có nghĩa là chúng ta làm sao phát triển cả hai phương diện, dù là thiền chỉ hay là thiền quán, chúng ta cố gắng trau dồi cái nội tâm của mình. Đây là trong ba pháp này là bố thí là cái nền tảng để giúp cho chúng ta biết xả ly, để tạo cái nền tảng cho chúng ta có nền tảng để chúng ta tiếp tục tu tập. Trì giới thành là một trong những cái pháp để ngăn ngừa những tội lỗi của chúng ta, để tạo cho cái tâm của chúng ta an tịnh, không cho cái chuyện mà tạo nên cái sự bất hối cho nội lòng của chúng ta, để cái tâm chúng ta đi đến cái sự an tịnh. Và cuối cùng là chúng ta phát triển về hai cái phương diện thiền, đó là thiền quán hay là thiền chỉ. Chữ khoa qua na ở đây là phát triển, mà phát triển có hai phương diện là thiền chỉ hay là thiền quán. Chúng ta tu tập thiền chỉ rồi chúng ta lại tiếp tục quán chiếu để chúng ta đắc được cái sự giải thoát của chúng ta. Vì khi mà một người mà đắc được cái gọi là tâm giải thoát, chúng ta đọc ở trong kinh Tăng Chi ấy, có hai cái gọi là ú khát tô quý mu tí, tức là câu phần giải thoát. Ú khát tô quý mu tí, tức là câu phần giải thoát. Thì cái câu phần giải thoát đây đó là hai sự giải thoát. Một á, là chê tô quý mu tí, tức là tâm giải thoát,
mà tâm giải thoát, tức là nhờ chúng ta đắc định, đắc thiền, tâm chúng ta vượt ra khỏi những cái pháp ràng buộc của triền cái. Cho nên được gọi là tâm vượt ra khỏi những pháp triền cái, gọi là chê tô vi mô tí, tức là giải thoát. Và khi chúng ta đắc được tuệ, tức là chúng ta quán chiếu mà chúng ta thấy rõ được sự danh sắc này vô thường, khổ, vô ngã, thông qua tam tướng đó mà chúng ta được cái sự giải thoát, vượt ra khỏi những cái phiền não bằng với cái trí tuệ của chính mình, thì cái đó được gọi là tuệ giải thoát. Cho nên trong chánh tạng gọi là Ukhato Vimuti, tức là câu phần giải thoát. Mà câu phần giải thoát thì hai sự giải thoát, đó là Cheto Vimuti, tức là tâm giải thoát. Thứ hai là Panya Vimuti, là tuệ giải thoát. Thì trong ba pháp này chúng tôi nghĩ rằng rất là nền tảng, căn bản cốt lõi trong đời sống tu tập của chúng ta. Nếu chúng ta trau dồi được, tu tập được thì đó là một cái điều rất là quan trọng. Thì chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời. Bây giờ cũng hết thời gian rồi, chúng tôi xin dứt lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, chúc quý cô tu nữ Phật tử được an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giá.